Ngày 28 tháng 8, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Đà Nẵng cho biết, tại Đà Nẵng đã xuất hiện ca tái dương tính đầu tiên sau khi khỏi bệnh. Trước đó, thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội cũng ghi nhận một số trường hợp tái dương tính sau khi đủ điều kiện xuất viện. Nhận định về vấn đề này, Phó giáo sư tiến sĩ Phan Trọng Lân, Viện trưởng Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh cho hay, thế giới và tại Việt Nam cũng ghi nhận khá nhiều trường hợp tái dương tính, thường là dương tính yếu sau khi đã xuất viện. Trên thế giới đã có báo cáo khả năng tái nhiễm SARS-CoV-2 ở 3 trường hợp bệnh nhân xét nghiệm dương tính sau 4 đến 6 tháng xuất viện và cần được tiếp tục theo dõi để xác nhận vấn đề này. Theo Phó giáo sư Lân, hiện chưa có bằng chứng về khả năng lây nhiễm của các trường hợp tái dương tính. Ở mẫu ngoái họng sau hồi phục chưa phân lập được virus sống trong mẫu, cho dù lúc đầu nhiễm các chủng có khả năng lây lan mạnh. Đồng thời, tất cả các trường hợp tiếp xúc và tiếp xúc gần với ca tái dương tính đều có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2, chưa ghi nhận trường hợp nhiễm thứ phát sau tái dương tính. Phó giáo sư tiến sĩ Phan Trọng Lân cũng cho biết thêm, các khảo sát tại Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh khi tiến hành xét nghiệm phân lập virus cũng cho thấy những mẫu bệnh phẩm dương tính yếu đều không ghi nhận có virus sống sau nuôi cấy, nghĩa là không lây nhiễm hoặc khả năng lây nhiễm rất thấp. Dù vậy, ông đề nghị đối với mỗi trường hợp tái dương tính đều cần phải xử lý như một ca bệnh dương tính để đảm bảo hạn chế, loại bỏ mầm bệnh trong cộng đồng.